Cuối tuần này để đổi gió một chút thì mình và hội bạn quyết định rủ nhau đi vẽ gốm mọi người ạ. Chỗ này tên là Atelier Geneviève ở quận 11 ở Paris. Tới đây thì chúng mình sẽ được chọn một món đồ để vẽ. Từ bát này, cốc này hay đĩa thì ở đây đều có đủ cả luôn. Khoảng 15 phút đầu thì các bạn nhân viên sẽ hướng dẫn cho chúng mình một vài kỹ thuật vẽ cơ bản, cách pha màu và các công đoạn để có một sản phẩm hoàn chỉnh. Sau đấy thì chúng mình sẽ có khoảng hơn 2 tiếng để vừa ngồi vẽ này, vừa ngồi cà phê, vừa nói chuyện. Mà nói thế thôi chứ đến lúc bắt đầu ấy thì bọn mình tập trung lắm, quyết tâm để có được sản phẩm đẹp mang về mới thôi. Sản phẩm của chúng mình sau khi vẽ xong thì sẽ để lại tiệm để chờ nung trong vòng một vài tuần. Sau đấy thì chúng mình sẽ có một chiếc bát này, một chiếc cốc hay là đĩa thật là xinh để khoe mọi người rồi.